Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kelly Sài Gòn và xin chúc cho quý vị một năm mới, năm 2022 an khang, thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Và cũng như gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống đời thường của mình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Kelly Sài Gòn cũng như một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với lại Kelly Sài Gòn từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, xoay quanh về câu chuyện mà bầu Thụy muốn nhận cháu Hồ Văn Cường làm con nuôi thì quý vị thấy như thế nào? Sau khi mà danh ca Ngọc Sơn đã ướm lời cho bầu Thụy cùng với lại Hồ Văn Cường biết rằng là bầu Thụy muốn nhận con làm là con nuôi. Cái câu chuyện này đã làm dấy lên một cái làn sóng dư luận một chút xíu nó gọi là trái chiều hơn, là những cái người mà họ không ủng hộ cho bên Hồ Văn Cường nha. Họ lấy đây là một cái điểm nhấn để họ càng tấn công ca sĩ Nhí này. Nói đúng hơn là bây giờ chắc cũng đã trưởng thành rồi, gọi ca sĩ Nhí là tại vì muốn nhớ lại những hình ảnh năm mà cháu 13 tuổi đấy. Vâng, thì người ta cho rằng là Hồ Văn Cường, mẹ Phi Nhung chết mới 100 ngày mà đã đi theo một người khác và kêu một người khác làm cha nuôi. Dựa dẫm một người khác mà quên đi công ơn tình nghĩa của người mẹ nuôi của mình đã giúp đỡ mình trong những tháng năm trước đó. Chúng ta phải nhìn nhận cái câu chuyện này nó như thế này. Là Ngọc Sơn ướm lời của bầu Thụy, nhưng mà Hồ Văn Cường lúc đó cũng trong lòng thì cảm ơn bầu Thụy nhưng cũng chưa có nhận quý vị. Thử hỏi như thế này, cái câu chuyện đó đến với cháu cũng rất là đột ngột. Cháu cũng thấy bâng khuâng, không biết là nên nhận hay là nên không. Nếu mà mình nói trả lời không á, tại vì tang của mẹ nuôi còn vẫn ở trong lòng. Nếu mà nhận lời thì cũng cảm thấy nó hơi quá nhanh chóng và nó cháu không muốn tạo nên một cái làn sóng mà tấn công cháu như mấy tháng nay nữa. Cũng như quý vị đã biết rồi, cháu đã không có nói gì hết, má cháu không có làm gì hết mà đã bị tấn công như vậy rồi. Còn nếu bây giờ mà cháu nhận một người khác làm cha nuôi thì họ sẽ lấy cớ này và tấn công cháu Cường thêm nhiều hơn nữa. Còn mà nếu mà không nhận á thì có vẻ hơi làm bẻ mặt cho bầu Thụy một chút xíu, phải không các bạn? Nếu mà một đứa trẻ nào mà được bé bầu Thụy để ý đến mà để mắt xanh tới nhận làm con nuôi thì phải nói thật sự là quá may mắn. Với một doanh nhân thành đạt như vậy, họ nhận Hồ Văn Cường con nuôi, họ chỉ mến cái tài của cháu chứ họ không cần cháu đi hát hay là lợi dụng cháu bất cứ chuyện hết. Cái chuyện này thì chúng ta ai cũng biết điểm này. Theo các bạn thì nghĩ như thế nào? Việc có cháu Hồ Văn Cường có nên nhận bầu Thụy làm cha nuôi, cha đỡ đầu hay không trong thời gian này? Cho mình biết ý kiến và những lời bình luận nha. Vâng, còn theo ý kiến thô thiển của riêng cá nhân mình thôi, ở đây mình nói là riêng cá nhân mình thôi, thì việc nhận cha nuôi, cha người đỡ đầu cho cháu trên con đường sự nghiệp thì nó cũng không có gì là quá đáng hết trơn á, không có gì là không được. Thứ nhất là bầu Thụy là một doanh nhân thành đạt. Thứ hai, ông ta là một người đàng hoàng, chính nhân quân tử. Việc có một quý nhân đã giúp đỡ cháu và muốn làm người cha đỡ đầu cho cháu, cái chuyện này là phải nói là cháu may mắn và có phước vì cháu vừa là một nhân tài của đất nước. Nói riêng về chỉ nói về cái nghệ thuật thôi nha, chứ không phải là nhân tài cái này cái kia nọ. Thì theo như bác nghĩ rằng cái này giống như mình đang trực diện đối với Hồ Văn Cường vậy. Theo bác nghĩ rằng thì cháu cũng nên nhận lời hơn là từ chối. Rồi bây giờ nói chuyện với khán giả, các bạn cảm thấy là cái ý kiến này nó có chu toàn được hay không?
Tại vì thứ nhất, để tang cho mẹ Phi Nhung là để trong lòng của cháu. Cháu có hiếu hay không thì mọi người sẽ thấy, và những việc cháu làm hiện giờ và trong tương lai thì mọi người sẽ thấy được. Cháu phải đem cái hành động của mình và cái lòng của mình để chứng tỏ cháu là một người rất thương mẹ và rất là kính trọng mẹ. Trong bao nhiêu năm tháng nay mẹ đã lót đường cho cháu rất là nhiều. Dầu không sanh nhưng cũng có dưỡng, trong vòng chỉ vỏn vẹn mấy năm mà thôi. Ở nơi đây thì chúng ta đã thấy, trước khi Hồ Văn Cường bay ra Hà Nội thì cháu cũng đã đến thắp hương cho mẹ nuôi Phi Nhung. Nếu mà một người nào đó nói rằng cháu là một người vong ơn bội nghĩa thì một đứa trẻ như vậy nó có làm những hành động như thế không? Nó có nấu những bữa buổi cơm trưa, buổi cơm chay để cúng mẹ Phi Nhung hay không? Chúng ta phải công tâm mà nói, nhìn nhận những cái việc làm đúng và có ý nghĩa cũng như có hiếu của cháu Hồ Văn Cường. Chứ chúng ta đừng lên tiếng nói rằng là bảo vệ cho danh dự của người đã khuất rồi tấn công một đứa cháu như vậy. Ở đây mình cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài những vấn đề này. Thì các bạn cứ nói là bảo vệ, các bạn đứng ra để danh tiếng của cố ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mà cố ca sĩ Phi Nhung không cần các bạn làm như vậy. Mình muốn nhắc là cố ca sĩ Phi Nhung không muốn các bạn làm như vậy để trù dập một đứa con của người ta. Các bạn đang vu khống và phỉ báng gia đình con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Các bạn chỉ kiếm tiền trên YouTube thôi chứ không có bảo vệ cái gì hết á. Danh tiếng của ca sĩ Phi Nhung không cần các bạn bảo vệ cho Phi Nhung. Người ta đã có tiếng từ lâu rồi. Trong sạch hay là thanh danh gì người ta cũng đã có rồi, không cần các bạn đâu. Ở nơi đây thì khi mà nghe phong phanh cái tin mà Bầu Thụy nhận cháu Hồ Văn Cường làm con nuôi thì các bạn bắt đầu đăng đàn lên rồi chửi rủa rồi tiếp tục tấn công và muốn hạ bệ Hồ Văn Cường, giống như là muốn triệt đường sống của con người ta luôn vậy. Giống như là hễ mà người ta bưng chén cơm lên là các bạn hất chén cơm xuống liền, các bạn đá đổ chén cơm của người ta, các bạn tìm mọi đủ thức cách để triệt con đường sống người ta. Như vậy các bạn cảm thấy có hơi nhẫn tâm hay không? Khi mà mình các bạn nghĩ ra, nếu mà Hồ Văn Cường có một người đỡ đầu như vậy thì tốt cho tương lai của em nữa. Đâu phải một người mà một người thành đạt, một doanh nhân có tiếng tự nhiên người ta muốn nhận làm con nuôi, nhận được người này người kia làm con nuôi hay sao vậy? Người ta cũng đã phải trải qua quá trình nhìn và xem xét rất là kỹ lưỡng, chứ không phải người ta hồ đồ mà người ta muốn nhận, người ta muốn làm người ta làm cái chuyện đó đâu, không phải gì đâu. Hay là có một cái lợi ích riêng cá nhân cũng có, mình không nghĩ như vậy. Bầu Thụy có đầy đủ quá rồi. Bầu Thụy không cần kiếm tiền hay dùng danh nghĩa của Hồ Văn Cường để PR cho mình hay làm những cái chuyện khác nữa. Nếu các bạn mà cho rằng như vậy thì các bạn quá sai và quá coi thường Bầu Thụy. Còn hơn nữa thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nếu mà Hồ Văn Cường gọi Bầu Thụy là bố nuôi, bố đỡ đầu cũng vậy. Có một người mẹ nuôi rồi, bây giờ có thêm một người bố nuôi nữa cũng đâu có sao đâu. Tại vì số của Hồ Văn Cường được người nhiều người thương yêu, được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chẳng những theo mình có một bố nuôi, hai bố nuôi cũng được nữa. Chẳng hạn như Ngọc Sơn mà muốn nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi theo ý kiến của mình cũng được luôn. Một người thì có thể dạy cho em về kỹ thuật thanh nhạc, con đường ca hát, con đường sự nghiệp của em. Còn một người thì có thể giúp đỡ cho em trong một cái ekip nó hoành tráng, nó xứng đáng tầm cỡ hơn. Đó, thì như vậy thôi. Tại vì thật ra những người mà muốn nhận Cường làm con nuôi thì người ta không có là cần lợi dụng em hay là cần em PR cho họ gì hết, mà họ chỉ họ đem lại những lợi ích giá trị của cuộc sống. Và nói tóm tắt lại là họ giúp đỡ Cường bằng một cách rất là thực tế.
trong cuộc sống hiện giờ. Ngoài cái vấn đề mà kinh tế thì con đường ca hát của em chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thì cho nên cần những người đã từng trải nghiệm và có kinh tế dồi dào để giúp đỡ cho em. Theo Cali Sài Gòn thì mình thấy cái điểm này, các bạn tại sao lại lên án Hồ Văn Cường? Đâu có gì đâu mà lên án cháu. Có người thương cháu nhiều thì mình mừng cho cháu nữa thôi. Mình cảm thấy Phi Nhung cũng vậy thôi. Thí dụ mà Phi Nhung ở trên trời hay ở đâu đó mà thấy được Hồ Văn Cường có được nhiều quý nhân giúp đỡ, có bầu Thụy muốn làm cha nuôi, thì Phi Nhung còn mừng thêm nữa. Mừng cho đứa con của mình đã có nơi nương tựa giống như vậy. Mừng cho đứa con của mình sẽ được cất cánh nhờ những danh ca, nhờ những doanh nhân thành đạt trong cuộc sống này đã mở rộng vòng tay cưu mang cho con của mình. Thì Phi Nhung còn mừng hơn nữa. Tại sao chuyện gia đình của người ta chưa biết hoặc chưa trả lời thì các bạn lại lên án các bạn YouTuber, một vài YouTuber đó, các bạn lại có ý kiến giống như tao nói, có ý kiến ý cung đủ thứ hết trơn. Các bạn nói giống như là các bạn là người trong cuộc vậy, phải bắt buộc người ta phải làm cái này làm cái kia làm cái nọ mới xứng đáng, mới đúng là cái danh nghĩa, mới mới đúng là cái cuộc sống đạo đức. Thôi thật sự các bạn đã làm tròn bổn phận đạo đức trong cuộc sống của mình và xã hội chưa? Mà các bạn đã áp đặt một thể chế lên một đứa bé như vậy rồi. Chúng ta người lớn rồi, chúng ta nhiều khi chúng ta còn sai nữa mà phải không? Sai không có cái sai nào giống cái sai nào vậy nghe. Chúng ta từng đã phạm lỗi, một năm hối phạm bao nhiêu lỗi nữa phải không? Nhiều khi chúng ta cũng áy náy mà chúng ta không dám nhìn nhận sự thật mà thôi. Phải không? Rồi các bạn lại lên trên YouTube quay clip nói ra những cái vẻ mà giống như đạo mạo, nói về nhân nghĩa, cách sống đạo đức và dạy bé Hồ Văn Cường và hoặc là dạy những người khác phải cách làm như thế này kia đó nọ. Nhưng mà trong thực tế chưa chắc gì các bạn đã làm được bằng 1/10 của cháu Hồ Văn Cường đã làm trong mấy tháng nay. Là sự im lặng, không trả giá, không trả lời, không làm những cái chuyện mà khuấy động trên xã hội mạng, cũng giống như là chị nuôi của Hồ Văn Cường trong 4 đứa con là cô Tuyết Nhung đây. Thì chúng ta thấy không, chỉ cần một lời người nào đó mà lên mà đấu khẩu với lại Tuyết Nhung thì cô ta sẽ phản pháo lại liền, và có những cái lời trong cái Facebook của cô ta đã trả lời rồi đó. Mình cũng không đồng tiền tình gì với lại chị của chị nuôi của Hồ Văn Cường khi mà viết một một tâm thư hay một cái gì đó mà có những lời lẽ như sống phải cho có hiếu có đạo này kia nọ. Cái bạn tên C này thì khi mà Tuyết Nhung viết như vậy thì ai cũng biết là Tuyết Nhung đang đá xéo Hồ Văn Cường. Nhưng mà những cái lời mà cô ấy viết thì lại bị mạng xã hội phản pháo lại rất là nhiều, và người ta phản ứng lại rất mạnh mẽ vì những lời vu khống chẳng hay là những lời đá xéo một đứa em của mình. Chúng ta cùng là chung một người mẹ, và một người mẹ đều thương yêu hết tất cả các đứa con nuôi. Thì dĩ nhiên là trên mạng xã hội người ta thấy rằng Phi Nhung thương Hồ Văn Cường nhất trong tất cả các đứa con đi hát với lại Phi Nhung. Ngoài cái tình mẫu tử thiêng liêng đó, người ta thấy tại gần gũi gì, thứ nhất là Hồ Văn Cường chỉ là một đứa con trai, còn cái mấy người kia là tới 3 đứa con gái lận đó, phải không? Ít thì người ta nhiều thương nhiều hơn, và hơn nữa cháu có tài. Và trên mạng xã hội cũng như là khán giả ở khắp nơi trong và ngoài nước đều thương cháu nhiều nhất đó. Chúng ta thấy cái điểm đó rõ ràng chứ. Mình phải nói là nói một câu công bằng nha, thì nếu mà nói 4 cô con gái hát thì tùy mỗi người có một cái mình yêu cái giọng ca nào thì đó là tùy mỗi người, nhưng đối với riêng mình thôi,
và mình cũng cảm nhận rằng được khán giả cũng có cái ý kiến và suy nghĩ giống như mình là nếu trong bốn đứa con thì hỏi nếu mà hỏi một câu đại khái lấy cái sự mà quân bình ra để mình hỏi đó ai ca hay nhất ai ca hay nhì thì mình thấy trong những lời bình luận thì nói thì thứ nhất dĩ nhiên là người ta Hồ Văn Cường rồi, sứ giả của cảm xúc, thứ hai là Quỳnh Trang, và thứ ba là Thiên Ngân, và thứ tư mới tới là Tuyết Nhung. Tuyết Nhung thì có nhan sắc nhất trong mấy đứa con nhưng mà lại giọng ca thì hơi yếu nhất trong tất cả các chị em, và hơn nữa cô này cũng hơi theo mình thấy trên Facebook hay là trên fanpage trả lời với khán giả thì cô này cũng hơi có vẻ hơi đanh đá một chút. Khi mà cô ta tấn công Hồ Văn Cường như vậy thì có một khán giả đã nói rằng nếu mà ngưng hãy ngưng cái vụ tấn công này đi, nếu không thì cô ta sẽ nói ra hết quạch tẹt luôn những cái chuyện mà ngày xưa của Tuyết Nhung. Phải không các bạn? Cho đến ngày đến 14 tuổi mà vẫn còn chưa có giấy khai sinh, chưa có gì hết và nhà cửa cũng khó khăn, chính người này đã đưa Tuyết Nhung và mẹ Tuyết Nhung đi làm giấy khai sinh. Thì Tuyết Nhung cũng có trả lời lại và đưa cái số phone của người này lên trên fanpage để cho tất cả khán giả gọi cho người này để trả lời trả vốn với nhau giống như một cuộc đấu khẩu vậy. Thì mình thấy cô Tuyết Nhung này không có sự im lặng và nhịn nhục giống như là cháu Hồ Văn Cường nhiều. Có nghĩa là ai nói một là cổ trả lời một hay hoặc là còn hơn nữa là hai. Tình chị em đáng lẽ là mẹ Phi Nhung vừa mất, mấy chị em nên đùm bọc và thương yêu lẫn nhau. Cũng như Quỳnh Trang tại sao cũng có không không có những lời minh bạch nhiều đối với lại khán giả đối với Hồ Văn Cường nhưng mà những cử chỉ chẳng hạn như là thương yêu em của mình và cũng khi tại sao Cường mà khi bước đi khỏi nhà nhà Quỳnh Trang mỗi lần về nhà thì đốt nhang giùm cho mẹ và Quỳnh Trang đã nhận lời làm những cái điều đó cho Hồ Văn Cường và cũng mong em giữ gìn sức khỏe học tập tốt à. Thấy không, một người chị người ta nó cũng khổ cho Quỳnh Trang. Bây giờ nhiều người nói tại sao Quỳnh Trang không có nói lời thương yêu Cường này kia nọ trước những dư luận. Nó khổ cái vấn đề này là các bạn ơi, hiện bây giờ giống như khán giả giờ chia ra hai phe đang đấu đá với nhau những lời qua tiếng lại mà mấy đứa con nuôi này đang nằm chính giữa. Cũng thí dụ cho Quỳnh Trang đi, có muốn những lời mà thương yêu đến với lại Hồ Văn Cường hay là kêu cộng đồng mạng đừng có tấn công em nữa cũng khó lắm. Tại giờ thì ai nấy đều nghĩ rằng Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung là bên một phe bên đây. Có những bài hát về mẹ không có Hồ Văn Cường đi chung nữa rồi. Còn Hồ Văn Cường mé bên đây. Nếu mà Quỳnh Trang nói những lời tốt thì sẽ bị khán giả của bên đây sẽ tấn công cô ta liền liền. Bây giờ trên mạng xã hội họ là như vậy á, họ không có còn mà bình tĩnh và suy nghĩ cặn kẽ cái gì đúng cái gì sai nhiều. Ở đây mình cũng xin lỗi với các bạn là nhiều khi mình có những lời nói mà không đúng thì các bạn bỏ qua giùm, đây là những cái gì mà suy nghĩ riêng cá nhân thô thiển của mình mà thôi. Tại vì mỗi người có cái suy nghĩ riêng, các bạn cũng có cái sự suy nghĩ của các bạn, nhưng mà mình muốn nói chung chung là bây giờ trên mạng xã hội hay thích phỉ báng vùi dập rồi nhục mạ lăng nhục người ta rồi ai vua theo rồi cứ lên đó rồi mà lại thích nghe chửi nữa, càng chửi nhiều thì người ta lại càng thích nghe nữa. Mình cũng thấy là lạ là điểm này, nhất là những cái YouTuber mà chửi nhiều người á, những người mà thích chửi 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 lăng mạ phỉ báng người ta lại nhiều khán giả vô xem đúng không biết, hay là người Việt Nam chúng ta lại thích giống như là ăn bún chửi, hủ tiếu chửi, mì chửi gì đó, đại khái là như vậy. Thí dụ mà cái YouTuber nào mà tạo scandal nhiều ha, ở Việt Nam gọi là scandal ha, scandal nhiều ha và chửi cho thật mạnh ha, dùng những danh từ mà dữ dội á, thì mình thấy lại thấy nha là có nhiều người vô xem và còn để lại những cái câu nói mà làm đi hoặc là mạnh tiếng lên nữa đi đó, trời ơi sao còn xuống người ta là còn chửi chi, đã người ta chửi đã như vậy rồi mà còn xuống người ta chửi nữa. Đại khái là nói về những đứa con của Phi Nhung thì mình thấy tánh hợp nhất là cháu Hồ Văn Cường và bé Quỳnh Trang. Chắc có lẽ họ đã nhìn với nhau được trong cái con đường đi ca hát và tánh tình
hay là một cái góc khuất nào đó họ đã hiểu được với nhau hơn là hai người chị kia. Hai người chị kia thì đa số khán giả lại cho rằng là mỗi lần thấy Hồ Văn Cường được nhiều người yêu mến, được Bầu Thụy nâng đỡ, nam danh ca Ngọc Sơn dạy hát này kia nọ, và còn khen ngợi Hồ Văn Cường trước mạng xã hội vì học rap nhanh. Cái này nó giống như là cái bẩm sinh vậy không các bạn? Hồ Văn Cường á, như âm nhạc giống như là một hơi thở sống đối với là cháu vậy. Dạy cái gì thì mình không biết, chứ nếu mà nói về âm nhạc, thanh nhạc này kia nọ cháu học lẹ ghê á. Giống như hồi lúc mà cháu đi thi á, mới đầu ra thì ai cũng không nghĩ rằng là cháu sẽ đi đến đoạn cuối cùng. Tại vì cháu chỉ có một mặt là hát về dân ca, đơn điệu, câu hò, điệu lý, những điệu buồn, bolero vậy thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, đâu phải là như vậy đâu. Cháu cũng ca được những cái mà những cái bài mà hot, những bài mà cha cha cha, những bài điệu này kia nọ đó, vẫn cháu làm được hết. Mà chẳng những gì mà làm rất hay nữa, chứ không phải dở đâu nha, làm rất hay luôn nữa, đến nỗi mà những những giám khảo mà chấm thi á, là người ta đã ngạc nhiên cháu như là lột xác một con người mới với những dân ca đương đại này kia nọ, và những cái bài như là bài Nắng Có Còn Xuân đó các bạn nhớ không, và những bài khai khác nữa. Nó lạ lắm. Cháu này cho giống như là âm nhạc là hơi thở, là nhịp sống của cháu Hồ Văn Cường vậy. Còn Tuyết Nhung thì nói nào ngay thì không bằng đâu. Cháu có học như thế nào nữa cũng không có bằng. Tại vì đây là cái ông trời cũng cho một người nào là người đó hưởng thôi. Đây là một cái thiên phú. Cái bẩm sinh của người ta vậy rồi. Thì khán giả đa số thì cho rằng là cô chị nuôi này có cái vẻ hơi sân si, hơi ganh tị với đứa em của mình. Thì mình thấy thì lời của khán giả nói cũng không có ngoa. Thật sự thì một chút xíu, thay vì muốn cho mẹ mình vui, muốn cho mẹ ở trên trời vui, thì chị em phải thương yêu với nhau, đùm bọc với nhau hơn nữa. Chứ không phải là lên trên fanpage hay là Facebook rồi tố em của mình, rồi không phải là gọi tên thẳng nhưng mà nói mé mé, hoặc là nói là bạn bạn tên C, bạn C này, thì ai cũng không hiểu được phải không? Khán giả đa số là người lớn, mà những người này có thể là sanh cháu ra được nữa. Nhiều khi có nhiều người khán giả cháu phải gọi bằng bà hoặc ông nữa, cho nên cháu chỉ cần nhích cái đuôi lên là người ta biết cái cháu nó muốn cái gì rồi. Cho nên mình làm chị, mặc dù không cùng cha cùng mẹ, nhưng mà theo như mẹ Phi Nhung cũng đã, trước khi đi cũng đã dặn dò là chị em phải sống biết đùm bọc thương yêu với nhau, chứ không phải là để cắn xé với nhau và để làm trò hề cho thiên hạ cười. Chắc cô ta cũng đã nhận được nhiều ý kiến phê bình, rất là nhiều luôn á. Còn cái việc mà quay trở lại việc mà Bầu Thụy nhận cháu Hồ Văn Cường làm con nuôi, mình thấy việc này nó không có lớn lao, nhưng bình thường. Cháu ngại, giờ cháu chưa dám chấp nhận là cha, là tại vì cháu rất là biết kính trọng mẹ nuôi và biết dư luận họ nghĩ gì. Cháu không muốn người ta phải nói tới gia đình cháu nữa, hoặc là người ta sẽ làm hương linh của mẹ nuôi cháu một lần hơi buồn hay này kia nọ. Và cháu đã suy nghĩ rất kỹ và từ từ để coi cái chuyện này nó có ổn thỏa hay không. Nhưng mà theo mình thấy chuyện này ổn thỏa không có gì đó, bình thường thôi. Mà mẹ Phi Nhung của cháu cũng vậy, cũng thấy nếu mà có người nâng đỡ cháu, thương cháu, nhận cháu làm con nuôi, chuyện này còn mừng hơn nữa, phải không? Vâng, thì cảm ơn tất cả quý vị. Mình sẽ trở lại làm việc và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và rất là được nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích cho mình một cái like và nhớ đăng ký kênh cho Kelly Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.